Video này được tài trợ bởi Antonov, đơn vị cung cấp máy tính chuyên trả nó uy tín trên toàn quốc. Antonov còn có chương trình mua máy trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng và nhập thêm mã ưu đãi từ riêng cái mình là VOS Channel để nhận thêm được nhiều ưu đãi giảm giá. Link mua hàng và số điện thoại liên hệ ở dưới phần bình luận và mô tả. Hi, xin chào tất cả các anh chị Pioneer. Sau khi thông tin một quản lý cấp cao tại PN Network được các Pioneer tìm ra trên LinkedIn, thì gần đây nhất mình cũng đã tìm được các hồ sơ của các thành viên khác có khả năng cao là nằm trong thành viên trong nhóm Bico Team cũng tại LinkedIn. LinkedIn là một mạng xã hội, nhưng mạng xã hội này thì không giống như Facebook, mà LinkedIn thì tập trung vào các đối tượng là các doanh nghiệp hoặc là các cá nhân chuyên nghiệp mà có nhu cầu kết nối tìm việc hoặc là tuyển dụng để tìm kiếm thêm các cơ hội khác. Đó cũng là lý do mà tại LinkedIn Pico Team có một tài khoản là nhóm nòng cốt Pico Team với 1.197 người theo dõi. Và thông qua những thông báo liên kết này thì mình đã tìm được một vài thành viên cũng có hồ sơ được ghi là thành viên trong nhóm Pico Team hoặc đang làm việc tại PN Network. Thì trong các hồ sơ này chưa phải là những thông tin được xác thực, nên các bạn hãy xem như là một hình tham khảo. Nhưng có khả năng rất cao thì các hồ sơ này chính là thành viên trong nhóm Pico Team. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ những người mà mình nghĩ là các Pioneer đã biết sẵn trước rồi. Thì hai thành viên nằm trong nhóm Pico Team chính là Swarup Boulder. Swarup Boulder chính là người đã từng xuất hiện trong các cuộc thi hackathon của trường đại học ha. Thì Swarup Boulder giới thiệu ở trong trang của mình là cộng đồng blockchain quan hệ đối tác PN Network, hệ sinh thái Berkeley Web 3 tại Đại học California, Berkeley nhóm nòng cốt, khu vực vịnh San Francisco. Và kéo xuống ở dưới đây thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái thông tin về kinh nghiệm làm việc. Các bạn có thể xem ở đây. Thì hiện tại chức vụ của anh ấy là giám đốc cộng đồng và quan hệ đối tác của PN Network và làm việc từ tháng 8 năm 2021. Hiện tại đã làm việc được 2 năm 1 tháng. Thì các bạn đọc ở đây thì có rất là nhiều những cái thông tin của anh ấy ha. Trước khi đến với PN Network thì công việc của anh ấy là giám đốc quan hệ đối tác phát triển kinh doanh Design Everest từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021. Thì các bạn thấy là chúng ta không chỉ tìm được thông tin của các thành viên trong nhóm Pico Team mà còn biết được trước đây họ đã làm gì. Trước đó thì có làm cộng tác viên công ty, người phụ trách khách hàng, nhà phân tích cấp cao, nhà phân tích và thực tập sinh nghiên cứu. Anh này thì là thạc sĩ quản trị kinh doanh MPA tại trường kinh doanh công nghệ Quantic. Còn trước đó là học tại trường cao đẳng RIT, cử nhân kinh tế nghệ thuật và toán học từ năm 2006 đến năm 2010. Thì xin chia sẻ với các bạn, RIT là một trong những trường đắt đỏ nhất tại Mỹ ha, với cái học phí mỗi năm cực kỳ cao. Ngoài thành viên này ra, cũng có một thành viên rất là nổi tiếng, cũng từng được các Pioneer chia sẻ và cũng cùng ngồi với Swarup Boulder trong những cái buổi hackathon được diễn ra tại trường đại học. Không ai khác đó chính là Stephanie Grayer. Thì hiện tại trong LinkedIn thì cô nàng này là trưởng chương trình nhóm nòng cốt peer của trường đại học Stanford, San Francisco, California, Hoa Kỳ. Thì ở đây thì các bạn biết là đây là một trong những cái người vận động viên chèo thuyền đã đạt được rất là nhiều giải thưởng. Như ở đây thì trở thành quan hệ đối tác với PN Network vào tháng 8 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, và sau 7 tháng đó thì trở thành trưởng chương trình tại Pico Team vào bắt đầu từ tháng 2 năm 2023. Tổng cái số năm đã làm việc tại PN Network thì họ cũng ghi ở trong này là 1 năm 1 tháng. Thì các bạn biết là đây cũng là một thành viên mà cũng đã có cái thành tích rất là khủng khi đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng từ khả năng chèo thuyền của mình. Thì Grayer cũng là một sinh viên của trường đại học Stanford luôn nha. Thì có 3 đơn vị đại học được liệt kê ở đây. Trước tiên là vào năm 2015 là bằng tốt nghiệp trung học. Thứ hai là cử nhân của khoa khoa học, công nghệ và xã hội của đại học Stanford, và tiếp tục lấy bằng thạc sĩ nghiên cứu truyền thông. Và tiếp theo là có giấy chứng nhận điện tử tại Viện Công nghệ Massachusetts. Thì đây là những thành tích về học tập. Như các bạn thấy những cái thành tựu ở đây cô ấy cũng có chia sẻ này. Đội 1 toàn Mỹ hạng nhất.
tại Hiệp hội Huấn luyện Chèo Thuyền Đại học tháng 1 năm 2019 và cũng đạt được thành tích này vào năm 2018 và năm 2017. Ngoài hai thành viên này ra thì mình cũng có tìm được thêm một số thành viên mà có khả năng cao hay là những thành viên trong nhóm Beka Team. Trước tiên đó là Kevin Payer, được mô tả ở đây là giám đốc sản phẩm chính tại Peer Network. Anh ấy là cử nhân kinh tế chuyên ngành viết chuyên nghiệp truyền thông kinh doanh từ Đại học California Santa Barbara. Và ở trong phần kinh nghiệm ở đây thì được chia sẻ đã làm việc tại Peer Network. Trước tiên, công việc đầu tiên là quản lý sản phẩm từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Công việc này làm được 10 tháng, sau đó tiếp tục thăng chức trở thành giám đốc sản phẩm chính vào tháng 8 năm 2022 cho đến hiện tại. Như vậy, tính tổng thời gian anh ấy làm được cho Peer Network là cũng gần được 2 năm. Và ở trong này cũng có những công việc mà trước đó anh ấy đã làm, như là tại Animal, động vật Exoic, thì làm quản lý sản phẩm, giám đốc phát triển kinh doanh cấp cao và đại diện phát triển kinh doanh. Còn tại trường đại học Santa Barbara thì là chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý sinh viên, cố vấn kinh tế. Còn về phần giáo dục thì anh ấy đã học tại Đại học California Santa Barbara và trường kinh doanh và kinh tế Đại học Madrid. Thì đây là những cái học vấn cũng như là kinh nghiệm của người được cho là giám đốc sản phẩm chính tại Peer Network, Kevin Payer. Tiếp theo, người tiếp theo được giới thiệu ở đây là Enzo Gary, được cho là quản lý sản phẩm tại Peer Network. Anh ấy có chia sẻ trong phần hồ sơ của mình là người quản lý sản phẩm, định hướng giải pháp và lấy khách hàng làm trung tâm, với chuyên môn về cả B2B và B2C. Tôi cũng có kinh nghiệm quản lý tài khoản và dự án làm việc với C-Level. Tôi đã làm việc liên kết tại Agozai ASEAN CSM ở Hồng Kông, Hero ở New York và bây giờ tại Peer Network từ xa. Đây, thì hiện tại anh ấy cũng có chia sẻ là làm tại Peer Network nha các bạn. Đây là mô tả của anh ấy. Và kéo xuống phần kinh nghiệm thì hiện tại anh ấy đang làm quản lý sản phẩm tại Peer Network từ tháng 1 năm 2022. Hiện tại đã làm được 1 năm 8 tháng. Kéo xuống dưới xem những cái kinh nghiệm trước đó thì có làm việc tại công ty Hero, hay dịch ra tiếng Việt ở đây là Anh Hùng đấy, thì là quản lý dự án sản phẩm cấp cao, hoặc là trước đó thì là quản lý dự án APAT vào năm 2017 đến năm 2019. Kéo xuống nữa là dự án số, hoặc là tiếp thị sản phẩm tiêu dùng, người buôn bán, hậu cần chuỗi cung ứng. Về giáo dục thì cũng có 4 phần. Thứ nhất là trường sản phẩm, là giấy chứng nhận quản lý sản phẩm này. Thứ hai là Yume University, là thạc sĩ khoa học phát triển kinh doanh và quốc tế hóa. Thạc sĩ luôn nha các bạn. Tiếp theo là anh ấy cũng có thêm một cái bằng thạc sĩ quản trị và quản lý kinh doanh tổng hợp, và học tại Đại học Rennes 2 về tiếp thị và quản lý. Thì đây các bạn thấy là những cái thông tin về giáo dục cũng như là kinh nghiệm của anh ấy, thì có đến tận 2 bằng thạc sĩ luôn nha các bạn. Nếu đây là những cái thành viên trong nhóm Peer Team thì từ nền tảng giáo dục cho đến là kinh nghiệm làm việc đều rất là phong phú. Và tiếp theo là Kristen S, được cho là quan hệ nhà phát triển và quản lý cộng đồng. Theo thông tin ở đây thì anh ấy chia sẻ là nền tảng đa dạng với kinh nghiệm làm việc trong quản lý cộng đồng blockchain, hỗ trợ khách hàng kỹ thuật, giáo dục phát triển phần mềm, đam mê giúp đỡ người khác, sử dụng công nghệ blockchain như một công cụ đột phá, người sáng lập và điều hành doanh nghiệp thương mại. Kéo xuống phần kinh nghiệm thì ở đây là thành viên này đã làm việc tại Peer Network được 2 năm với rất là nhiều công việc. Trước tiên là vào tháng 9 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 là chuyên gia thành công cộng đồng, là hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng để thúc đẩy sự chấp nhận và hài lòng của người dùng và nhà phát triển, phân loại lỗi và các vấn đề để tạo báo cáo cho nhóm kỹ thuật để hoàn thành các bản vá, hiểu và truyền đạt tầm nhìn dài hạn của Peer Network cho cộng đồng, hỗ trợ một hệ sinh thái đang phát triển trên kênh Discord, Reddit và Twitter này. Ngoài ra cũng hỗ trợ các nhà phát triển trên tất cả các khía cạnh của việc tích hợp SDK, API và các tính năng khác của nhà phát triển,
nuôi dưỡng và duy trì mối quan hệ với các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba để phát triển hệ sinh thái, liên lạc giữa các nhà phát triển cộng đồng và nhóm kỹ thuật để duy trì một đường ống các tính năng, xác định lỗ hổng nội dung cho giáo dục cộng đồng và nhà phát triển và tạo nội dung, viết báo cáo, blog và hỗ trợ nội dung tập trung vào peer network, phát triển và thực hiện cho các sự kiện như hackathon và hội nghị. Như vậy thì chúng ta thấy là cái công việc của anh này là chuyên về việc mà liên quan đến cộng đồng hoặc làm việc với các bên nhà phát triển như là hackathon. Nhưng mà sau đó thì từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, trong 8 tháng đó thì anh ấy đã làm cái chức vụ là chuyên gia thành công cộng đồng cấp cao. Thì công việc ở đây cũng là hỗ trợ cộng đồng người dùng và kiểm duyệt với các hướng dẫn kỹ thuật và khắc phục các sự cố liên lạc với các nhà phát triển cộng đồng để tạo điều kiện tăng trưởng và cải thiện trải nghiệm, cũng như là điều tra, ghi lại và báo cáo lỗi cho nhóm sản phẩm và công nghệ để giải quyết, tạo tài liệu và nội dung để hỗ trợ và thông báo cho các nhà phát triển, thiết kế và ban hành các nguyên tắc và hướng dẫn quản lý cộng đồng, tạo các nội dung dạng dài và ngắn có nhiều thông tin, có tác động phát triển, giáo dục và thực hiện các sự kiện và chương trình kỹ thuật, và các nhà phát triển cộng tác với các nhóm sản phẩm về thiết kế, thử nghiệm và phát hành các tính năng mới, đánh giá, lập kế hoạch và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh doanh, phỏng vấn ứng viên cho các vai trò kỹ thuật bao gồm kỹ sư phần mềm của tất cả các chuyên ngành. Thì sau khi lên chức thì ngoài cái công việc phát triển và hỗ trợ cộng đồng cũng như là báo cáo về lỗi cho Pinet quốc gia thì anh ấy cũng phỏng vấn các ứng viên và ứng tuyển vào cái vị trí kỹ sư phần mềm. Tiếp theo, từ tháng 4 năm 2023 cho đến hiện tại thì anh ấy đang là trưởng nhóm quan hệ nhà phát triển và kỹ sư liên kết. Còn kéo xuống phía dưới thì chúng ta thấy được những cái kinh nghiệm khác của anh ấy, như là từ tháng 10 năm 2019 cho đến hiện tại luôn nha, thì anh ấy vẫn làm là nhà sáng lập hay là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Somgear. Thì đây là cái công ty mà anh ấy có chia sẻ. Ngoài ra anh ấy cũng có làm tại khách sạn Park Hyatt. Thì các chức vụ của anh này tại đây, tại khách sạn này là trợ lý giám đốc thực phẩm đồ uống này, quản lý tiệc tùng, trợ lý quản lý thực phẩm và đồ uống. Thì các bạn biết là khách sạn Park Hyatt là một cái khách sạn rất là sang trọng và rất là đắt tiền nha. Nó có mặt trên khắp thế giới luôn. Tiếp theo là quản lý nhà hàng, nhân viên pha chế, người phục vụ. Về giáo dục thì học tại trường cao đẳng cộng đồng trung tâm Pennsylvania và đại học bang Penn, cử nhân khoa học khách sạn, nhà hàng và quản lý tổ chức. Thì đó, vừa rồi là mình vừa chia sẻ cho các bạn những cái thông tin mà mình tìm kiếm được ở trên LinkedIn, những người có khả năng cao là thành viên trong nhóm Pico Team. Mình thì mình xem được rất là nhiều những cái hồ sơ của những cái người mà được cho là thành viên nhóm đồng cốt của Pi. Nhưng mình hiện tại thì mình cũng chỉ lọc được khoảng chừng này. Còn những bạn nào có thêm những cái thông tin về những thành viên mà vừa được nêu ra trong video này thì hãy để lại bình luận ha. Những gì mà mình vừa chia sẻ cho các bạn thì chúng ta thấy là trong nhóm Pico Team thì có rất là nhiều chức vụ và công việc được chia ở trong này. Và các thành viên trong nhóm Pico Team thì đa số có cái nền tảng về học vấn cũng như kinh nghiệm làm việc nó rất là đa dạng. Cho nên là không có lý do gì mà chúng ta không tin tưởng vào những bộ não đầy tài năng này để có thể chèo lái cái con thuyền Pico Network ngày càng phát triển hơn. Và đó cũng là toàn bộ cái thông tin mà mình tìm kiếm được để chia sẻ cho các anh chị Pioneer. Nếu bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại một like hoặc đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.